Người ta có tiền nên người ta nằm giường nằm nêm. Đúng rồi. Còn tôi nghèo nên tôi cùng mắt giống trên rừng Trường Sơn. Hai đứa ở hai đâu. Thôi đi trời, hát dở thấy ớn à. Chạy mình đi bơi 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 nè. Nằm than hoài à. Buồn lắm em ơi. Buồn gì, cái đỏ đó banh thua đáng chứ buồn gì. Thấy cầm chân gà không? Nè, thấy không? Trời sao tôi khổ vậy nè trời. Mình đã thề có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Có phước cùng hưởng, có quả anh chuyện mình. Cái đi. Gì? Đi lộn cùng chia. Anh cho em cái chân gà nè. Ăn rồi cho anh mượn tiền nghe lưng. Mượn tiền đó banh hả? Thôi dẹp đi. Anh mượn tiền mua niệm. Đừng có xạo. Anh nói thiệt. Lúc này trời hay mưa gió, thấy ba anh nằm dưới đất hoài lạnh thấy thương. Anh có hiểu vậy anh Lân? Trời em cảm động quá. Thôi để em ăn trước cái đi rồi em tính cho nghe. Đừng có buồn nữa nghe. Nhớ tính giúp anh nha. Anh đội ơn em nhiều lắm. Biết là cha nội nói hoài. Bye, ba. Chuyện gì vậy Lân? Chạy con hỏi cái này coi. Ba đang ngủ mà hỏi cái gì không biết nữa. Con cái niệm mới ngủ thấy sợ à. Ngủ như heo. Mày nói vậy Lân? Con nói là con nhảy lên cái niệm coi nó rộng bao nhiêu. Kích thước sao ba? Chiều dài 195 cm. Con chưa đóng. 155 cm. Cao bao nhiêu? 9 cm. Vậy hả? Mày hỏi nhiều quá vậy Lân. Thì tao có chuyện tao mới hỏi chứ bộ à. Xong rồi đi đi. Mà quên nữa. Gì nữa? Mua ở đâu vậy ba? Ở niệm gia sĩ chấm nén. Còn nữa. Gì nữa? Hoặc là fanpage niệm giá sĩ VN. Giá làm sao? Mục tiêu 2 giá khuyến mãi 600.000. Vậy hả ba? Ngoài ra khi gọi hotline hoặc là fanpage có thể nhận thêm voucher khuyến mãi giảm thêm 15%. Còn 510.000 trong tháng này đã quá, đã dành quá. Cho 99 người đầu tiên đặt hàng ngay hôm nay. Cảm ơn ba nghe. Bà con hỏi chi vậy Lưu? Con hỏi cho anh Lưu á. Ờ kìa ba sao vậy ba? Ba ơi Lưu, mới đi đâu về đó Lưu? Con đi bàn chuyện quốc gia đại sự đó. Mày cũng bàn quốc gia đại sự nữa hả? Con mới điện thoại mua niệm nè ba. Ở tiền đâu đủ mua con. Bạn tạm đi, con có vừa chờ giảm giá thêm 15%. Mày nói thiệt hả? Dạ, áp dụng cho 99 người đầu tiên đặt hàng ngày hôm nay. Con nói thiệt hả Lưu? Dốc xe cán á. Mà con có biết chỗ mua chưa? Thì ở niệm giá sĩ .net. Với Facebook niệm giá sĩ VN. Đi nhanh đi ba. Cho bà nghỉ 5 phút thôi được không? Không được, nhanh đi ba ơi. Đi đi mà ba. Đi ba ơi. Đi. Con hôn ba cái đi rồi ba đi. Hôn cái con khỉ á. Không đi cắn nữa nè. Cắn nè. Mà đi thì đi. Cái thằng quỷ. Mày chạy đâu dữ vậy Lưu? Con mới trình nghe Lưu nói là có niệm giá sĩ đang khuyến mãi. Thiệt hả? Dạ. Ưu tiên cho 99 khách hàng đăng ký ngày hôm nay. Bác cứ mua thì mua, chứ đừng có nói cho ai biết nha. Ba biết rồi, mày cũng đừng nói cho ai biết nha. Dạ, ba con cô bác ơi, con 5, con 6, con 7, con 8, con 10, chú 2, chú 3, chú 4, chú 5, chú 6 ơi. Có niệm giá sĩ đang khuyến mãi, mà còn giảm thêm 15% nữa. Ưu tiên 99 khách hàng đầu tiên đăng ký ngày hôm nay nè. Có mua thì mua, đừng có nói cho ai biết nha. Bye ba. Chạy đi mua niệm đi ba ơi. Cái niệm giá sĩ bảo hành 5 năm, đỡ trả trong vòng 7 ngày. Ngày của ba đâu rồi? Ba không có nhà. Chạy đi đi, tôi dắt cho đi nè. Đi mua niệm lẹ đi. Từ từ thôi, hết giờ bây giờ. Đi. Cái gì mà kéo dữ vậy? Vẫn đi mua, nhưng mà đừng có nói cho ai biết nghe chưa? Nhanh lên đi. Từ từ. Bà con cô bác, ai có mua thì mua, nhưng đừng có nói cho ai biết nghe không? Đừng có nói cho ai biết nghe chưa?